បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយរបស់ខេមខាមឬហបបំបីទាំងអស់ជាទីគោរពបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំជម្រាបលោកកាសដើម្បីធ្វើវីដេអូមួយទៀតជាការចែករំលែកជាមួយនៅបងប្អូនដែលចូលចិត្តតាមដានរឿងរថយន្តជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើអំពីការវិវត្តនៃឡានម៉ាតូយូតាពីឆ្នាំ1961រហូតដល់ឆ្នាំ 2018 ហើយអញ្ចឹងជាស្រេចផងដែរបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំធ្វើអាចនឹងខ្វះខាតនៅវិទ្យុនៅស្រីឡានមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងក៏វាខាតពេលយូរតោះយើងមើលស្រីឡានទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1961តូយតាបានផលិតកម្មវិធី HV10 ហើយអាចបើកពណ៌ក្នុងរបឿនពី235គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបាទនៅក្នុងឆ្នាំ1961នឹងដដែល នៅក្នុងឆ្នាំ1960ដែរម៉ាក 2 ចំនួន 3.7 ត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយចូលដល់ឆ្នាំ90នឹងដដែលស៊ូប្រាចំនួនទី 4ក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលយើងហៅថា 880 ប្រតបនៅក្នុងឆ្នាំនឹងដដែលខារីណា ED ចំនួនទី 3 ST P140 ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន 1860cc កម្លាំងទម្ងន់របស់វាគឺ 1640 kg នៅក្នុងឆ្នាំ 1994 នឹង ដដែល Grand Magista ណា S150 ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនគឺ 3968 cc ទម្ងន់របស់វាគឺ 1620 kg នៅក្នុងឆ្នាំ 1994 នឹង ដដែល Avalon ណា Avalon ត្រូវបានបង្កើតឡើងចំនួនទី 1 Avalon ចំនួនទី 1 ត្រូវបានបង្កើតឡើងអញ្ចឹង Avalon ហ្នឹងចំនួន ដំបូងបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1994 បាទនៅក្នុងឆ្នាំ 94 នៅដែរ Rafal ក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងចំនួនទី 1 បាទចំនួនទី 1 Rafal ណាបងប្អូនស្គាល់ហើយនឹងនិយមច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដូចគ្នា Sinopasio ចំនួនទី 4 សំទោសចំនួនទី 2 ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន 1497 cc ទម្ងន់របស់វាគឺ 960 kg អាចបើកបរក្នុងរយៈលបឿន 185 km ក្នុងម៉ោងឆ្នាំ 95 ដែរ Corolla ចំនួនទី 8 បាទ Corolla ចំនួនទី 8 ត្រូវបានបង្កើតឡើងហៅថា E110 បាទ កម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺ 1498 cc ទម្ងន់របស់វាគឺ 1095 kg
nơi khu nông nam cao pram nơi đây ground comfort là hào sh đọc bằng cách là chiều mới đơn thường lăng hoặc sân cư một bọn bộ rồi cao sắp bằng bay cc mà cao sắp pram nơi đây mega cross cruiser mega cruiser trở bằng cách là chiều mới đơn cầm lăng hoặc sân rồi hồ tập 4 bọn mà rồi 4 cc thì cầm ngôn rồi bỏ viết cư pi bọn 601 kilogram. 96 lang គឺ Camry Camry HV20 ហ្នឹង maka lang chumoy nang kamlang mesin kư 1998 cc tumngon robos vie kư 1480 kilogram chnam 1996 nang dadal Carinas chumnon ti 7 trob bam kat lang chi hau tha T210 ba kamlang mesin kư 1587 cc tumngon robos vie kư 1150 kilogram nơi khu nông chân nam mà bọn bà bà rối cao sắp môi nâng đọt đá mạc thu nó chìm non thi bằng bấy đừng hạ thả x mà rối bằng cách lâu như môi nâng gồm lăng mà sơn pi bọn buôn rối cao sắp pi xế xế và ai bác bọ khu nông dịp là bươn pi rối km khu nông bì móng hay từng ngôi đọc bọ viết cư mà bọn buôn rối 30 kg năm cao của mối miền Nam trở mà Toyota cứ Starlet chấm non thì prap của tập bầm cật là trong năm cao của mối đã dừng hạ tập P cao sấp cầm lăng mà sấn cứ mà pon bay rồi sam sập mối xế xế bay bờ bờ không được bờ bờ rồi chết sập kilogram kilômét không bị mắng hay từng nguồn độ viết cứ bầm bồn rồi pram kilogram nếu không chỉ năm mà pon bầm bồn rồi cao sập bầm pel Avensis chấm non thì mối Avensis chấm non thì mối ra ban mặt cật là nhà ta tế pi rồi mập hầy cầm lăng mà sinh rồi bảo viết cư cầm lăng bảo viết cư mập pon pram bồn rồi chết thập pram xế xế ai bác bò rịa là bươn mập mà rồi 80 km không bị máu tổng nguồn bảo viết cư mập pon bay rồi họ sập kilogram nơi không chạm mập pon bồn rồi ca sập bồn pel Corolla Verso nè yang hata special jumnan ti 1 E110 trob bam kat lang chmuoy nang kamlang mesin 1587 cc tumngon robos vie keu 1220 kilogram chnam 97 Vista V50 trob bam kat lang chmuoy kamlang mesin 1988 cc tumngon robos vie keu 1310 kilogram ban nơi khu nông chân nam mà bom 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 rồi cá sấu bom bom năng đá pru nè pru chấm non tí muối nè chẳng sọc mà dưng thì dùng pru chẳng pru và cá lợn tí muối cứ khu nông chân nam mà bom rồi cá sấu bom bom là còn ta về tới mực bay trong sọc mà dưng được nòng mà dễ và màn chân nam trong cõi năng cầm lang mà sơn robot viết cứ mà pon bom rồi cá sấu bom bom cc nè hay từng người robot viết cứ mà pon pi rồi 54 kg chấm non tí muối nè nơi khu nông chân nam bà bôn rồi ca sơ bà bấy lăng cư sơ chê mà rồi tạm bà mặt cả lăng mà sơn rồi hồ dọa bôn bôn mà rồi họ sơ bày xế xế cầm tầm ngôn rồi bảo viết cư mà bôn bày rồi họ sơ kỳ lô gram ai bác bò khu nông lục bươn mà rồi chết sơ kỳ lô mét khu nông mì màu nơi khu nông chân nam bà bôn rồi ca sơ bà bôn crown royal F mà rồi chết sắp mà cỡ lăng đòi miền cầm lăng mà sơn pi pon bồ rồi ca sơ môi xế xế tầng nguồn rồi bảo viết cứ mà pon pram rồi ca sơ kỳ lô gram nơi khu nông chân nam mà pon bồ rồi ca sơ phẩm bốn Mr. Thu chùm nông tỷ bầy W sơ thí tựa bằng cỡ lăng chùm môi cầm lăng mà sơn cứ mà pon bồn rồi ca sơ bốn xế xế tầng nguồn rồi bảo viết cứ mà pon 50 kg ai bạc bò rồi hộ đó là bươn pi rồi đọc km khu nông màu nơi chnam bắt top nơi không chnam đọt đẻ Camry Solara chấm năm tí 1 trở bằng mặt cắt lăng
ហើយ2005នឹង Ego ចំនួនទី 1 Ego
ហើយបន្ទាប់មកទៀតមាន FG Cruiser បាទ FG Cruiser ត្រូវបានបង្កើត ក្នុងឆ្នាំ 2006 Corolla ចំនួនទី 10 អូខេ ចំនួនទី 10 ចាប់ដើមរៀងស្អាតមែនទែន ដូចកាពើ ដូចអា Hybrid ចឹង រៀងវា ស្តៀង មុខ ឯណា 2006 នៅដែរ Camry 06 គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដែរ យើងហៅថា Camry XV40 Oris ចំនួនទី 1 មែន ចំនួន Oris ចំនួនទី 1 ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឆ្នាំ 2006 2007 ឡើង Mark X Z10 Z10 Mark អូខេ មាន Land Cruiser J200 Land Cruiser J200 và Sonpel long xe Sonpel hay IST chuẩn TP miền trăm pipon bẩm bảy lá IQ này là IQ này Toyota IQ á hay pipon bẩm bảy nó đã Crown Toyota Crown SP rồi và sàn bên tên riêng vía của chân lái nhé bà con ហើយបន្តមកទៀត 2008 ហ្នឹង Venza Toyota Venza 08 បាទ 2009 ឡើង Avensis ចំនួនទី 3 បាទ Toyota Avensis ចំនួនទី 3 ហ្នឹង T270 ចំនួន 2009 ណដែល Prus ចំនួនទី 3 ណា 09 ចាប់ដើម seri ស្អាត ហើយ seri កាត់ ស្អាត ទៅ Prus តែ ប្រੂវ វាទៀបតែពីដើមមក ប្រយ ហើយបន្តមកទៀតមាន Wish ចំនួនទី 2 បាទ មាន Wish ចំនួនទី 2 ដែរ ប្រព័ន្ធ បណ្ដាប់កំ ហើយបន្តមាន Raktis ចំនួនទី 2 មក ក្នុងឆ្នាំ 2010 Toyota Raktis ហើយឆ្នាំ 2011 មាន Camry ណា XV50 Toyota Camry បាទពួក Hybrid ពួកហ្នឹង ហើយ 2011 នោះដែរ Yaris ចំនួនទី 3 កើតឡើង ស្អាត ស្អាត បាទ ហើយ 2012 Corolla ចំនួនទី 11 កើតឡើង ស្អាត មែនទែន ដូច មិនសូវ ឃើញ ជិះ ប្រមាណ ដែរ ត្រឹក ខ្មែរ យើង ណា មាន 1 ហើយ ក៏ មាន Prus Plug-in, hybrid, ពូអាឡឹកនេះលបីមែនតើឥឡូវកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងណាបាទចំនួនទី1ហ្នឹងហើយហាយប្រីចំនួនទី1អូខេ2012ហ្នឹងមានតូយូតា86ណាគេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងហ្មងអូខេហើយក៏មានអាវេឡុនចំនួនទី4អាវេឡុនអានេះក៏ឃើញជីច្រើនដែរ ណាពូអាវេឡុនចំនួនហ្នឹងនៅក្នុងព្រំពេញហើយក៏ Rafal ចំនួនទី 4 យើងហៅ 012 យើងដូចជាមិនសូវសម្បូរដែរទេណាក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺអាចតែមាននៅស្រុកគេអូខេតែខ្ញុំរីវីវបងប្អូនបានស្គាល់រៀងវាខ្លះៗទាំង Toyota Crown 02 012 S210 ណាឈ្មោះវា ឆ្នាំ 2012 នោះដែរ Iris ចំនួនទី 2 ណា Iris ចំនួនទី 2 E108 ណានៅក្នុងឆ្នាំ 2000 នៅក្នុងឆ្នាំ 2014 Aygo ចំនួនទី 2 ណា AB40 ណាឯក្នុងឆ្នាំ 2014 នោះដែរ Marai Toyota Marai បាទ มันជាសម្បូរដូចគ្នាណាក្នុងស្រុកខ្មែរយើងมันជាសម្បូរពេកទេมันសូវជាសម្បូរទេណា Prus Plug-in Hybrid 016 បងប្អូនហ្នឹងហើយបន្តមកទៀត CHR Toyota CHR 016 បាទបន្តមកទៀតក្នុងឆ្នាំ 2017 Camry 017 បងប្អូនមើលរៀងវាទៅតំណងហ្នឹងបងប្អូនណា
Kiểu hai ta XV70 bắt top nơi khi nông chân nam bí bọn đọc bóng Pearl Century chấm nón tí 7 chì họ sập hay nơi khi nông chân nam bí bọn đọc bóng bấy Ground Toyota Ground là FP rồi mà phẩy màn hay có miên Iris Corolla Sports mê là chấm nón tí 7 nha Corolla là riêng lôi mình tên số đọc bóng bấy nha hay miền Avilon và miền Avilon chỉ nói tí pram và hay nâng Ray 4 chỉ nói tí pram được nè cả là nó đang bị bọn đồng bay riêng xa mình tên đó bọn bọn á ok chẳng video đứng miền đặt bản năng tế ọc con trái bọn bọn đại bàn tạm đàn thu sân à video nâng bị đàm đó chọp nế chụp như khăn ông ca review bật thêm tiết khi nhầm nâng review lan bọc hết mui mui ở bang phố bàn thu sân á đôi chà nhằm năng lực vô Ray 4 vô mò bò rì chú bang phố vì chú nò nà đồ chú nò nà chú nò nà chú nò nà chẳng có nà ok chẳng chăm chú khuyên khuyên video của rối hay nhẹ nà đem tâm ăn subscribe tới dừng nâng tụ bàn video thông minh thông minh thì tôi nâng bò miên tụ tơi chú tiêu lán hay cái đôi chìa bò miên tụ tông lán lụa bà chăm thay bằng đài ok chú nà nhìn việc đi chú khuyên khuyên video của rối.